Kính chào quý vị đang theo dõi chương trình trên kênh YouTube chính thức của báo điện tử VTC News. Thưa quý vị, sau vụ việc khách hàng ở Quảng Ninh dùng thẻ tín dụng 8,5 triệu đồng, sau 11 năm bị đòi hơn 8,8 tỷ đồng, nhiều người đã tá hỏa đi kiểm tra tài khoản vì lý do sợ dính nợ xấu. Bên cạnh đó, phía khách hàng liên quan đến vụ việc trên cũng đã mời luật sư và cho biết đang hoàn thiện hồ sơ để làm việc với Eximbank. Bank. Sau vụ khách hàng ở Quảng Ninh dùng thẻ tín dụng 8,5 triệu đồng, sau 11 năm bị đòi 8,8 tỷ đồng, nhiều người tá hỏa đi kiểm tra tài khoản vì lo dính nợ xấu. Chị Nguyễn Thu Giang ở Long Biên, Hà Nội kể, chị đang phải gấp rút liên hệ với ngân hàng để kiểm tra tài khoản của 5 chiếc thẻ tiến dụng của mình sau khi nghe tin tức về vụ việc một khách hàng vay tiêu dùng thẻ tiến dụng 8,5 triệu đồng và nay bị đòi tới 8,8 tỷ đồng sau 11 năm. Chị Giang kể, cách đây nhiều năm, có một số người bạn của chị là nhân viên ngân hàng nhờ xin thông tin của chị để mở các thẻ tiến dụng với mục đích hoàn thành chỉ tiêu được giao họ cam kết không dùng tài khoản này và sẽ thanh trị trả mọi khoản phí theo quy định. Vì thế chị Giang không lo nợ xấu, cũng không lo hao hụt tài chính. Do cả nề, chị Giang đồng ý và làm giấy ủy quyền cho những người bạn này nhận hộ thẻ tiến dụng. Từ đó chị không quan tâm đến những chiếc thẻ này nữa, cũng không bao giờ để ý chiếc mail, điện thoại hay kiểm tra tài khoản. Tuy nhiên đến nay, khi nghe thông tin về vụ việc hy hữu xảy ra ở S Bank, chị Giang thực sự lo lắng. Chị Giang nói, đây là lỗi chủ quan của tôi, Hiện tôi lo sợ nhỡ mình rơi vào tình trạng nợ xấu mà không biết thì số nợ sẽ như thế nào sau nhiều năm. Dù người bạn cam kết không dùng tài khoản của tôi để chi tiêu, nhưng trên thực tế mọi thông tin về thẻ tín dụng đều là cá nhân tôi nên cũng không thể nói mình không liên đới. Nếu có nợ xấu chắc chắn tôi sẽ phải trả. Lo sợ điều này, tôi đã phải ngay lập tức liên hệ với những người bạn đã từng phát hành thẻ giúp để yêu cầu kiểm tra tài khoản thẻ tín dụng, đồng thời đề nghị lấy lại thẻ của mình. Rất may, hiện tại tôi không dính khoản nợ nào. Tuy nhiên, tôi đã rút kinh nghiệm và không chủ quan nữa. Tôi sẽ hủy bớt những thẻ không thực sự cần thiết để tránh sự cố xảy ra. Tương tự, anh Phạm Văn Hải, Nam Định, cũng vội vàng kiểm tra thẻ tiến dụng đã được mở cả năm nay của mình, dù không sử dụng. Và anh Hải bất ngờ khi được biết anh phải trả gần 500.000 đồng tiền phí thường niên. Anh Hải nói, gần một năm trước, tôi được nhân viên ngân hàng mời chào mở thẻ tiến dụng với hạn mức 50 triệu đồng. Do chưa hiểu rõ nguyên lý hoạt động của loại thẻ này, tôi đã từ chối. Tuy nhiên, nhân viên ngân hàng thuyết phục rằng nếu mở thẻ mà không tiêu dùng thì cũng không mất gì nên tôi đã đồng ý. Ai ngờ bây giờ lại mất phí thường niên. May mà nhân vụ việc xảy ra ở Exim Bank nên tôi kiểm tra sớm, nếu không thì khoản phí chắc chắn sẽ phình ra ngày một lớn. Làn sóng kiểm tra tài khoản thẻ tín dụng cũng đang diễn ra khá sôi nổi trên mạng xã hội. Tại các hội nhóm, nhiều người nhắc nhau trách tình trạng nợ xấu ngay cả khi không sử dụng thẻ tín dụng trong một thời gian dài. Không ít người chia sẻ họ sở hữu cùng lúc đến 3-4 thẻ tín dụng do được ngân hàng mời chào. Vì thế việc kiểm soát tài khoản không thể thường xuyên, nhất là trong trường hợp không dùng liên tục. Trong vụ việc nợ thẻ tiến dụng 8,5 triệu, anh HA, khách hàng trong vụ việc này cũng đã mời luật sư để giải quyết vướng mắc của mình với Exim Ông Tạ Anh Tuấn, giám đốc công ty luật trách nhiệm hữu hạn Emalo, đoàn luật sư thành phố Hà Nội. Luật sư của anh HA cho biết đã nắm được tài liệu ban đầu nhưng chưa đầy đủ và toàn diện. Luật sư đang hoàn thiện để trong thời gian tới sẽ gặp phía ngân hàng Exim theo luật sư Tuấn, nếu vụ việc đúng như những gì anh HA cung cấp, thì có lẽ vấn đề nằm ở quy trình phát hành thẻ, nhất là khâu giao thẻ cho khách hàng. Ông Tuấn nói, như trường hợp của anh HA thì khi nhận về không phải thẻ tiến dụng mà là thẻ ATM thông thường. Về nguyên tắc khi nhận thẻ, bản thân anh HA cần phải chủ động kiểm tra, thực hư thế nào phải được làm rõ. Theo anh HA, thời điểm tháng 3 năm 2013, anh có nhờ nhân viên làm việc tại chi nhánh Eximbank Quảng Ninh làm thẻ tiến dụng, nhưng thực tế sau đó anh không được nhận thẻ tiến dụng giải thích lúc ấy nhân viên ngân hàng cho biết lương của anh A đang thấp không đủ điều kiện cấp thẻ tiến dụng nên phải báo cáo lên cấp trên và hẹn sẽ liên lạc lại. sau đó người này không liên lạc lại nên anh A đoán là mình không được làm thẻ tiến dụng nên thôi. đến năm 2017 anh A có nhu cầu vay vốn liên hệ với một ngân hàng thì được thông báo là mình đang có nợ xấu bên Eximbank. vì muốn giải quyết việc của mình anh A đã đề xuất khắc phục hậu quả bằng việc trả lại tiền nợ gốc và nộp thêm 10 triệu đồng nữa gọi là phí phạt nhưng phía ngân hàng không đồng ý khẳng khẳng ép phải thanh toán đầy đủ cả gốc lẫn lãi khi đó lên tới hơn 63 triệu đồng. Trao đổi thêm, anh HA cho biết đã làm đơn khiếu nại về việc ngân hàng không gửi thông báo có dư nợ tiến dụng cho khách hàng. Trước đó, anh A à cũng đã đặt vấn đề nghi ngờ nhân viên Eximbank đã lừa mình nên đề nghị làm rõ dấu hiệu lừa đảo.